ngày xưa không ngọt ngào tình nghĩa, thì chung rượu ngày nay đâu cay đắng nỗi thương sâu. Yeah.
hồ Bảo Xuyên. Bảo Xuyên ơi, trong tận cùng sâu thẳm của hai tâm hồn ta vẫn tha thiết yêu nhau. Nhưng thôi em hãy gượng sầu mà trốn lấp niềm đau, khi phải cúi đầu tuân theo mạng số. Không, em không thể chống lại uy quyền của phụ hoàng, em phải thề thọ tội trước triều ca. Anh có trào lại gian nan cuối mùa la, rồng sinh lại mang theo hình ảnh của đêm này. Một bếp lửa hồng bập bùng cháy dở, một ngôi chùa quang vế cô liêu. Kỷ niệm cuối cùng của chúng mình còn sót lại từ hôm nay và mãi đến sau này. Dạ, xin hết ạ. Dạ, kính thưa quý vị, và cũng để trở lại chương trình thì Ngọc Thương cùng với nghệ sĩ Chiêu Thanh xin gửi tặng đến toàn thể quý vị với một lớp trích đoạn trong vở cải lương Tô Ánh Nguyệt. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Nguyệt ơi, có nhà không Nguyệt? Dạ, dạ chào thầy. Dạ, dạ mời thầy ngồi, mời thầy dùng nước. Cảm ơn em. Đã từ lâu tôi gian em đừng gọi tôi tiếng thầy, tôi nghe nó khó chịu lắm. Vậy chứ thầy muốn tôi kêu thầy bằng gì? Bằng gì cũng được, quyền của em mà. Dùng tiếng thầy xưng hô quá thì thầy nghe khó chịu, còn dùng tiếng nào nhẹ nhàng êm ái khác thì bụng dạ thầy đã biết. Sao thầy không chịu nói sao? Nguyệt, anh đang cúi đầu chờ Nguyệt. Em đọc lòng tha thứ cho kẻ gây cho em nhiều khổ đau lần lần. Suốt một đời chuộc lại lỗi lầm xưa, để chiều ý thầy tôi sẽ gọi thầy bằng mình hoặc ba thần tâm hay chỉ bằng anh thôi. Mình ba thần tâm, nếu được tiếng mình có nghĩa là em đã sẵn lòng. Nguyệt ơi, kể từ giây phút này đây ta hãy ôi im gọi tên nhau đến hơi thở sao cùng. Nửa đời còn lại anh với em đang có mặt đâu, tuy không đường hoàng gia thu, nhưng nghe vợ chồng mình xa chưa có nhau. Người ta nghi ngờ đã thành dấu hỏi, nhưng họ không biết đâu giữa anh và em đã vượt qua khuôn khổ gia đình mà chúng ta nói ra là hai mối gia tình duyên dáng dở.
em định gửi quà thì chắc có thể đi mà cứ theo cùng giá lời chị Quyên ơi, cho mình trên nền trời đây đó Quyên ơi, ta đã sống tuyệt lắm rồi, yêu chàng tình đường trong lớp rong rêu cặn bã
đã từ lâu rồi. Em cứ tiệc xua đuổi anh. Bộ lần này em định bước thêm bước nữa với Thành Vinh hay sao? Anh Minh, nếu anh còn sống theo chủ nghĩa gia đình hẹp hòi thì tốt hơn hết anh đừng đến đây nữa. Quyết. Thôi được, kể từ giờ phút này anh sẽ lo cho cô. Anh về nghe Quyết. Dạ, anh về. Anh về nghe Quyết. Dạ, anh về. Không có mời lời hả Quyết? Hết. Dạ hết rồi, cảm ơn quý bà con cô bác rất nhiều. Em ra đi mang theo cả mùa xuân dập dìu qua bướm. Trời bây giờ trời lạnh sang đông, kẻ ngỡ ngác buồn trong người ngậm ngùi thương nhớ thương từng đêm thăm thăm một phương sâu. Tình cảm thân thương.